Rồi. Cháu mày gặp cuốn ra đi, cháu gặp đi. Đi ờ, cái con sao đây? Rất mày tệ. Về lớp đi vòng qua đằng sau kìa. Rửa keo. Kẹo ngon quá. Em đưa bụng cái kẹo rửa cho chậu con rồi đi về lượm cái con rửa để cặt chậu từ cầm rửa cặt chậu vô cầm cầm thôi rửa bỏ thêm hai cái nữa là rất dễ. Mấy chị đi thì mẹ phát quanh cho đứa đứng ở hôm nay nữa. Chị cha phát lên, một người phát. Cháu sao không nhận? Khoan, kẹo đâu? Rồi, khoan đi đường đi con. Đây đi ra hả đây con? Ai phụ thêm cái chị Trang, qua đây phụ cái chị Trang phát kẹo cho các em xong đi gian hàng thì chưa có người đâu. Tắm đi học con đi. Cặt chậu đừng có nhận kèo xếp hàng luôn. Rồi ai tự phạt kèo chỗ đó. Rồi cầm lại luôn. Sắp lại để cho mày coi chậu cơm chứ mày chắc chắn. Còn lớp nào chưa nhận nữa? Rồi ai phạt kèo cho nhầm đi. Rồi,
kìa. Vui không? Mấy cháu vui không? Cháu vui không? Mày cháu là người dân tộc gì vậy cô? Dân tộc chị? Dân tộc Mơ Nông. Không có, em đưa đi tay cầm, không rợt cho bà phụ như cái rợt đó. Em nói chị làm như mà. Đó, đúng rồi, nó cũng nhanh lắm. Nhưng mà làm rất là chậm. Mà đứng đây đi, ý cái cách của mình làm. Đúng là làm được đẹp. Đây con. Chị đứng lên mới được. Đây. Anh cứ phát kèo đi, ở đây có kèo thôi. Chị bị đứng chạy không có ngồi được đâu. Rồi đi, chị ôm cái tấm hành phát. Em, đó chưa đi thẳng luôn. Đó thôi. Đi thẳng ra đầu kia, thẳng ra đầu kia, thẳng ra đầu kia về. Đi thẳng ra nhân, chị ngồi hẳn tới. Làm được nè. Vui không? Chị đang phía sau, đứng đây, không có phát được đâu. Đi lại nhìn mặt đi thôi. Chưa lấy kèo, chưa còn kèo. Chưa có bán. Đem rồi. Cháu học lớp mấy? Lớp 2 hả? Cháu học lớp 2 hả? Lớp 2 hết này. Dễ thương chưa? Chào à, lập chúng đi cọt rồi hả? Ngồi ăn luôn trúc lợp. Đi ra sân luôn, ra sân luôn.